Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 1, chuyên cơ đưa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rời Hà Nội, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Wat Tay, thủ đô Viên Chăn. Tham gia chuyến công tác của đồng chí Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương tham dự kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Trước khi diễn ra lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh Lào, tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Lào, cũng góp phần bảo vệ nền độc lập tự do và thống nhất đất nước của Việt Nam. Ngay sau lễ đón chính thức tại Phủ Thủ tướng tại thủ đô Viên Chăn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đòn. Tại cuộc hội đàm, trong không khí nồng ấm, thắm tình đồng chí anh em, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam và là khách mời đầu tiên của Thủ tướng Sòn Say Sì Phan Đòn. Cảm ơn Thủ tướng Sòn Say Sì Phan Đòn đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và chân tình. Đồng thời chúc mừng đồng chí Sòn Say Sì Phan Đòn được Đảng và Nhà nước Lào tín nhiệm bầu làm Thủ tướng. Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới đồng chí Sòn Say Sì Phan Đòn. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng bày tỏ cảm ơn tình cảm thủy chung, trong sáng, sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào luôn dành cho Việt Nam. Diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ cùng đồng chủ trì kỳ họp thứ 45 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào và bế mạc năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. Vâng thưa quý vị, vào sáng nay ngày 11 tháng 1, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến công an các địa phương để triển khai công tác quản lý tạm giữ tạm giam năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án Hình sự Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giữ Tạm giam và Thi hành án Hình sự tại cộng đồng và một số đơn vị chức năng thuộc Bộ. Báo cáo tổng kết công tác quản lý thi hành tạm giữ tạm giam năm 2022 nêu rõ, thực tiễn công tác tạm giữ tạm giam thời gian qua cho thấy đây là công tác quan trọng luôn được Chính phủ, Bộ Công an đặc biệt quan tâm, hiệu quả ngày càng tăng cao, đã kịp thời giải quyết, xử lý những vướng mắc phức tạp nảy sinh trong quá trình quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. Việc kiểm tra giám sát tạm giữ tạm giam được tăng cường nên đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, khắc phục khó khăn vướng mắc trong quản lý tạm giữ tạm giam. Hệ thống bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác tạm giữ tạm giam được bố trí mang tính chuyên sâu, cơ sở vật chất phục vụ quản lý giam giữ dần được củng cố. Tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, công tác vũ trang bảo vệ, đảm bảo thực hiện quyền và chế độ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo đúng quy định của pháp luật, phục vụ có hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về tình hình, kết quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2022, đồng thời phân tích, xác định rõ những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp khắc phục khả thi, thiết thực trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả và thành tích của các lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, hệ lực lượng cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam trong những năm qua. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lãnh đạo chỉ huy công an các cấp phải có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về vị trí, vai trò, tính chất, tầm quan trọng của công tác này, đề cao trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quy chế làm việc, quy trình công tác, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy các cấp, sự quản lý, điều hành tập trung thống nhất của lãnh đạo, chỉ huy các cấp đối với công tác tạm giữ, tạm giam. Trước mắt, công an các đơn vị địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt điện chỉ đạo của Bộ về đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023,
chăm lo đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ và can phạm nhân theo đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các cơ sở giam giữ trong dịp Tết. Cũng tại Hà Nội ngày hôm nay, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thí điểm giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị trong Công an nhân dân 2018-2022 theo kết luận số 25 ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ban Bí thư và thông báo số 1117 ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Trung ương Đảng. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Có thể khẳng định, sau 5 năm được Ban Bí thư giao nhiệm vụ thí điểm, công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong Công an nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng, nhất là khả năng, năng lực đáp ứng yêu cầu đào tạo cao cấp lý luận chính trị đặt ra của Ban Bí thư theo kết luận số 25, bám sát tiêu chí tiêu chuẩn và đồng bộ với hệ thống đào tạo lý luận chính trị của Đảng, đóng góp rất lớn vào công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của lực lượng Công an nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời chỉ ra những khó khăn vướng mắc và giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong Công an nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã đánh giá cao các ý kiến của các đơn vị đào tạo, đơn vị sử dụng kết quả đào tạo, cơ quan tham mưu và nhất là ý kiến đóng góp của các cơ quan trung ương. Đồng thời, giao cho Cục Đào tạo Bộ Công an tiếp thu tối đa có chọn lọc các ý kiến, đề xuất để hoàn thiện nội dung báo cáo sớm các cấp có thẩm quyền trong thời gian tới. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thống nhất với đề nghị của các đại biểu tại hội nghị, đề xuất Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo Ban Bí thư đồng ý quyết định chính thức giao nhiệm vụ cho các học viện Công an nhân dân được đào tạo trình độ cao cấp chính trị lâu dài. Báo cáo Ban Bí thư quyết định cho các cơ sở đào tạo trong Công an nhân dân được đảm nhận nhiệm vụ đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chiều nay đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà chúc Tết một số cơ quan đơn vị tại tỉnh Hưng Yên. Cùng tham gia đoàn công tác có các đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đại diện các cơ quan của Bộ Công an. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên cùng đại diện các cơ quan của tỉnh Hưng Yên. Đoàn công tác đã nghe đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên báo cáo về một số kết quả, tình hình kinh tế xã hội và xây dựng đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên trong năm 2022. Theo đó, năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên đạt 13,4%, cao nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây, đứng thứ nhất vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ năm cả nước. Cùng với đó, đoàn đã nghe báo cáo về công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão tại địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm bày tỏ vui mừng, đánh giá cao và biểu dương những thành tựu mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong năm 2022. Đánh giá cao những nỗ lực trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, Đại tướng Tô Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Hưng Yên quán triệt thực hiện tốt chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. Thực hiện thật tốt các cái chính sách an sinh xã hội, phát huy của truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách, những người có công, những người có hoàn cảnh khó khăn, các cái hộ nghèo, những người có hoàn cảnh, để đảm bảo nhân dân trên địa bàn tỉnh vui xuân đón Tết Quý Mão thật tươi vui, an toàn, lành mạnh, tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định hàng hóa giá cả, dịch vụ đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhân dân trước, trong và sau Tết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn địa bàn, phục vụ cho nhân dân vui xuân đón Tết. Đại tướng Tô Lâm cũng gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Cũng nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm cùng các thành viên trong đoàn công tác đã trao tặng 500 nhà đại đoàn kết và 500 suất quà cho các gia đình người có công, gia đình chính sách, người nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Cũng trong chiều nay, đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra và chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên.
Sau khi nghe đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự báo cáo về một số kết quả công tác trong năm 2022, đặc biệt là công tác xây dựng đảng, công tác huấn luyện chiến đấu, cũng như công tác phối hợp với lực lượng công an nhân dân để giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và công tác chuẩn bị ứng trực tác chiến trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Đại tướng Tô Lâm chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mục tiêu đặt ra trong năm 2022. Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Hưng Yên trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm cũng đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ chiến sĩ, thân nhân các cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên. Chiều qua ngày 10 tháng 1, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết tại tỉnh ủy Ninh Bình, Công an tỉnh Ninh Bình, Công an thành phố Ninh Bình, huyện Kim Sơn, Công an huyện Kim Sơn và các xã Quang Thiện huyện Kim Sơn, Công an thị trấn Yên Ninh huyện Yên Khánh. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và chúc mừng những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong năm 2022. Nhân dịp bước sang năm mới 2023 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời cảm ơn và chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục đoàn kết và phát triển, đạt được những kết quả to lớn hơn nữa. Đồng chí cũng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục tạo mọi điều kiện để lực lượng Công an Ninh Bình phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. Nhân dịp này, đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đồng chí trong đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình. Đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị thời gian tới, Công an tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nhất là chú ý xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trước mắt, tập trung triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội đầu năm 2023 để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh. Cùng ngày, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết Công an thành phố Ninh Bình, Công an huyện Kim Sơn và Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Công an xã Quang Thiện huyện Kim Sơn, Công an thị trấn Yên Ninh huyện Yên Khánh. Tại những nơi đến thăm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các địa phương và toàn thể cán bộ chiến sĩ công an cùng gia đình bước sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để bày tỏ sự trân trọng về những đóng góp công hiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an đối với sự nghiệp cách mạng nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng, vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã đến thăm hỏi gia đình các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Cao Đăng Chiếm, Võ Thái Hòa, Võ Viết Thanh, Bùi Quang Bền, Nguyễn Văn Rốt, Lâm Văn Thê và Thi Văn Tám. Tại các nơi đến, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã gửi lời chúc Tết, chúc sức khỏe đến gia đình các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đã nghỉ hưu và gia đình các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đã quá cố. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp cống hiến của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục giáo dục, động viên con cháu phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Thực hiện chương trình Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão năm 2023, ngày hôm nay Báo Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mỹ Tú và huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Đoàn đã đến trao tặng 100 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Thuận, xã Hưng Phú thuộc huyện Mỹ Tú và tặng 100 phần quà tại xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên. Những phần quà trên do Báo Công an Nhân dân vận động công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Duy Lợi tài trợ. Và trong những năm qua, mỗi khi Tết đến xuân về, Báo Công an Nhân dân lại đồng hành cùng Công an tỉnh Sóc Trăng và nhà tài trợ trao quà đến người dân. Đây là hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc với mong muốn các hộ nghèo, gia đình khó khăn tại địa phương có thêm điều kiện để đón Tết cổ truyền của dân tộc ấm áp và đủ đầy hơn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với các tin tức đáng chú ý khác trong bản tin Nhịp sống 24/7 từ trường quay Thành phố Hồ Chí Minh.